Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Thượng tá Trương Nhật Minh, trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng. Trước đó vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4, Thoại chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức và ghé vào tiệm vàng Bảo Yến ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức do bà V, quê Quảng Ngãi làm chủ. Tại đây, Thoại hỏi mua một chiếc lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Nghe vậy, chủ tiệm lấy vàng ra cho Thoại xem và sau đó Thoại đồng ý mua. Khi bà V chưa kịp đưa thì thanh niên này giật lắc vàng từ tay rồi bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe máy định phóng đi. Ngay lập tức, bà chủ tiệm vàng nhảy qua tủ kính lao ra giữa đầu xe máy, đồng thời chi hô cướp. Lúc này, anh Hiếu dân phòng đang được công an thị trấn Bến Lức phân công xuống địa bàn kiểm tra tình hình tại kho phế liệu đã nhanh chóng cùng người dân đuổi theo tên cướp. Anh Hiếu đã quật ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng với ba người dân khống chế thoại giao công an huyện xử lý. Camera an ninh tại tiệm vàng đã ghi lại toàn bộ sự việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức điều tra làm rõ. Theo thượng tá Trương Nhật Minh, qua vụ việc này cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn ngày càng lan tỏa. Việc người dân nêu cao tinh thần và chủ động đấu tranh với tội phạm sẽ góp phần phát hiện, bắt giữ kịp thời các đối tượng phạm tội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền văn bản có chữ ký của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ CTCS, gửi chi cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ông Lê Minh Hoàng là người có khả năng cầu mưa. Tuy nhiên theo các chuyên gia khí tượng, việc lập đàn cầu mưa là hoàn toàn không có căn cứ về thông tin trên ông nguyễn hoàng điệp xác nhận là có ký văn bản để giới thiệu trường hợp ông lê minh hoàng tuy nhiên ông cho rằng ông vẫn chưa kiểm chứng được khả năng của ông hoàng có thật hay không ông nguyễn hoàng điệp cho biết tôi khẳng định là tôi chưa kiểm chứng được năng lực thật sự của anh hoàng tuy nhiên qua hai lần gặp gỡ anh hoàng có kể về quá khứ của anh điển hình như anh đưa ra thông tin là đã cầu mưa cho nhiều nơi và có kết quả có ý kiến của người dân công nhận tuy nhiên những thông tin này cũng không có xác nhận của chính quyền địa phương anh hoàng tự giới thiệu có khả năng cầu mưa nên tôi giới thiệu nếu anh này có khả năng cầu mưa thì đây là điều tốt cho người dân bên cạnh đó chính ông lê minh hoàng người được cho rằng có khả năng cầu mưa khẳng định tôi đã cầu mưa cho các tỉnh toàn quốc đã mấy mươi năm nay thường tôi đến nơi bị hạn hán xin gặp chính quyền và người dân nơi đó và cầu xin làm mưa sau khi cầu xin thì có mưa về việc xin lập đàn cầu mưa, một lãnh đạo chi cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh cho biết có nhận được văn bản nêu trên nhưng phía chi cục vẫn chưa phúc đáp. Theo một chuyên gia khí tượng thủy văn, việc lập đàn cầu mà có mưa là không có căn cứ, có mưa hay không phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau chứ không phải cầu là có. Trong đêm ngày 13 tháng 4, đại diện công an phường Điện Biên quận Ba Đình Hà Nội cho biết, đơn vị đã mời 3 người liên quan trong vụ đánh ghen ở đường Trần Phú về trụ sở bởi sự việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip đánh ghen trên phố Trần Phú, ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ chặn chiếc ô tô hiệu Kia, trong xe người đàn ông cầm lái chở theo một cô gái. Người phụ nữ phía ngoài liên tiếp dùng mũ bảo hiểm và gạch đập cửa kính ô tô, đòi những người trên xe ra ngoài, xung quanh có nhiều người quá khích la hét, cổ vũ, thậm chí cầm gạch tham gia đập kính xe, bên trong xe cặp nam nữ cố thủ không ra ngoài. "Đây là chồng tôi." Người phụ nữ đứng phía ngoài nói lớn và đưa tấm hình chụp trong điện thoại lên cho nhiều người cùng xem. Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội các đoạn đường quanh con phố này cũng vì thế lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài. Nhận thông tin sự việc, Công an phường Điện Biên nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ tụ tập khi gặp những trường hợp tương tự. Trong thời gian gần đây, những vụ việc có nội dung tương tự như bắt ghen rồi tấn công tình địch, đập phá tài sản ngày càng có xu hướng nhiều hơn. Nhất là với sự phát triển của mạng xã hội, những đoạn video clip nhanh chóng xuất hiện trên mạng và trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Do vậy, cách hành xử của mỗi người là yếu tố quyết định đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Theo một số chuyên gia khuyến cáo, khi gặp phải những tình huống như vậy, người trong cuộc cần hết sức kiềm chế, hiểu biết và phải suy nghĩ đến những hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố y khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Hà Nội. Trong công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc hôm 12 tháng 4, bên cạnh yêu cầu bệnh viện tiếp tục giải quyết sự cố y khoa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Y tế còn đề nghị Sở Y tế Thành phố Hà Nội chỉ đạo phối hợp với bệnh viện, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc phát sinh nếu có. Bộ đề nghị ngành y tế thủ đô hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện trong quá trình giải quyết sự cố y khoa này, trong trường hợp cần thiết thành lập hội đồng chuyên môn, có thể mời các chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để có thêm thông tin về quá trình khám bệnh chữa bệnh của bệnh nhân TNZ sau khi chuyển tuyến từ Bệnh viện Thu Cúc sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm 27 tháng 3. Trước đó, sau khi gia đình tố Bệnh viện Đa Khoa Thu Cúc tắc trách khiến thai nhi bị mất ngay khi còn trong bụng mẹ, Vụ Sức khỏe và Mẹ Trẻ Em Bộ Y tế đã có công văn khẩn đề nghị bệnh viện kiểm tra xác minh thông tin phản ảnh Hôm 11 tháng 4, đơn vị này đã nhận được báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội và báo cáo kết quả họp hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc về sự cố y khoa khiến thai nhi mất khi đến khám thai và sinh con tại bệnh viện này hồi tháng 3 năm 2024. Cũng trong chiều ngày 12 tháng 4, ông Trần Đăng Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế cho biết, Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Thu Cúc theo đúng chỉ đạo gửi ngày 11 tháng 4 trước đó. Ông Khoa cũng cho biết, sau khi nhận được báo cáo của bệnh viện Thu Cúc, đơn vị sẽ làm đơn phúc đáp và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế cùng các cơ quan chức năng. Theo ông Khoa, bệnh viện Thu Cúc đã thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá sự việc, báo cáo phía bệnh viện Thu Cúc có nội dung giải thích việc khách hàng được lịch hẹn sau 3 ngày đến khám lại nhưng 7 ngày sau mới đến, đây là một điều đáng tiếc. Ngoài ra phía bệnh viện cho biết đang thiện chí giải quyết với gia đình sản phụ về hướng xử lý vụ việc ông Khoa cho hay, nếu nhận được đơn của gia đình sản phụ, Bộ Y tế sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp gia đình sản phụ không đồng ý với kết luận của hội đồng chuyên môn bệnh viện Thu Cúc, hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hà Nội sẽ họp. Nếu gia đình vẫn tiếp tục không đồng ý, Bộ Y tế sẽ giải quyết theo trình tự và luật khám chữa bệnh, họp với các chuyên gia để xem xét bệnh viện có sai phạm về chuyên môn hay không. Vượt qua Sở Văn hóa thể thao và du lịch cho biết đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ông Huỳnh Phú Tân 42 tuổi, trú tỉnh Bạc Liêu, xin khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ti. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, ông Tân có đơn xin phép khai thác vật quý, đơn vị đã phúc đáp và hướng dẫn ông thực hiện các nội dung theo quy định để được xem xét việc xin khai thác 3 tấn vàng do quân đội Nhật chôn giấu dưới sông Cà Ti. Tuy nhiên, ông Tân không thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn, cụ thể Ông Tân không có phương án thăm dò và phương án khai thác vật quý, chỉ nêu ra một số ý về thời gian cách thức thực hiện và xử lý tài sản sau thăm dò. Đồng thời, ông này không cung cấp được bất kỳ tài liệu, hình ảnh, thông tin nào liên quan để chứng minh được có diễn ra sự việc và nguồn gốc về nơi chôn giấu kho báu. Qua hai lần tới gặp và làm việc trực tiếp tại sở, ông Tân cũng không cung cấp được thông tin nào cụ thể, rõ ràng liên quan tới kho báu. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cũng cho biết ông Tân nói rằng chỉ nghe một người quen hiện đang sống ở Tánh Linh khoảng 80 tuổi kể lại. Người này đặt vấn đề để ông Tân đứng ra xin khai thác chứ không phải cụ tổ phát hiện như kỳ trong đơn. Tuy nhiên, ông Tân không chịu cung cấp thông tin cụ thể của người quen này. Trên thực tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định không có cơ sở để xem xét giải quyết việc xin khai thác 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti theo như đơn đề nghị của ông Tân. Ngoài ra, Sở cho rằng vật quý mà ông Tân ghi trong đơn xin khai thác là vàng không phải là di sản văn hóa nên không thuộc chức năng quản lý nhà nước của đơn vị. Đơn vị đã viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành và cho rằng những nội dung xin khai thác 3 tấn vàng như trong đơn của ông Tân thì phải do Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính chủ trì. Do đó, Sở kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất không xem xét giải quyết đối với đơn xin khai thác kho báu của ông Tân. Ngoài ra, trong văn bản của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận có nêu, trường hợp ông Tân tiếp tục kiến nghị xin khai thác vật quý với điều kiện cung cấp thông tin hình ảnh tư liệu chứng minh có được sự việc và nguồn gốc về nơi chôn giấu vật quý đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan chức năng tiếp nhận tham mưu giải quyết theo quy định